Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau học cách cắt ghép ngoại cảnh. Ở đây các bạn đang nhìn thấy một cái hình chưa cắt ghép, bao gồm hình trắng trơn và thô. Và bên này chúng ta có hình đã cắt ghép xong. Thì ở đây tôi chỉ chú ý tới cái phần ngoại cảnh thôi, khối nhà và vật liệu chúng ta không cần quan tâm tới. Bây giờ tôi sẽ tắt file này đi và chúng ta cùng nhau thực hành cắt ghép. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau loại bỏ cái nền đi, chúng ta chỉ giữ lại khối nhà mà thôi. Bây giờ tôi làm như sau, tôi chọn một công cụ này, Quick Selection Tool, chúng tắt về kép. Các bạn giữ chặt chuột trái, cứ giữ chặt và di con trỏ chuột. Chúng ta chọn hết phần bầu trời. Sau khi chọn xong các bạn thấy rằng chúng ta một vài phần bị lẹm vào. Bây giờ các bạn zoom gần lên, nhấn Alt+ và dùng bánh xe trên con trỏ chuột. Zoom lớn lên, nhấn chặt cái phím dài nhất trên bàn phím và kết hợp chuột trái để hình thành bàn tay chúng ta di chuyển. Bây giờ các bạn nhấn phím Alt+ để trừ đi vùng này. Rất dễ dàng phải không các bạn? Tiếp tục. Cùng bên này, các bạn về công cụ này, giữ chặt chuột trái hoặc chuột phải vào, chọn Polygon, giữ phím Alt+ trừ đi, nhấn chặt chuột trái, kéo ra, bao quanh, sau đó nhấp đúp chuột trái 2 lần. Vậy là chúng ta đã chọn xong phần bầu trời. Bây giờ muốn loại bỏ phần bầu trời này, các bạn nhấp đúp với nội khóa, nhấn OK mở khóa và nhấn phím Delete trên bàn phím. Coi như phần bầu trời chúng ta đã loại xong. Các bạn nhấn phím Ctrl+D trên bàn phím để bỏ chọn. Chúng ta loại tiếp phần nền trên này. Ở đây tôi chỉ giữ lại mỗi phần ngôi nhà thôi. Dùng Quick Selection, chặt chuột trái và kéo ra. Sau đó các bạn cũng nhấn phím Delete bàn phím để loại bỏ hết phần nền trước này. Các bạn zoom gần và loại bỏ tiếp vùng trắng ở đây. Tôi dùng công cụ này, bấm chuột trái một lần, giữ Shift để cho thẳng, kéo ra và kéo xuống dưới này, giữ Shift và kéo lên trên. Sau đó các bạn nhấn phím Delete trên bàn phím. Các bạn tương tự làm với các ô còn lại, giữ Shift. Bước này chúng ta sẽ lọc cái nền, xóa dần đi. Nếu như các bạn xuất một file bên Bodymark, các bạn nên xuất file PNG, tức là PNG để chúng ta loại cái nền này. Ở đây tôi lấy một cái file trên mạng về làm ví dụ nên nó còn cái nền này, tôi sẽ phải lọc đi. Chúng ta nhấn phím Ctrl+D trên bàn phím để bỏ chọn. Sau khi tách hình xong, các bạn thấy rằng những cái cạnh này chúng ta thấy còn hơi cứng, khi cắt ghép nó sẽ không đẹp. Các bạn nhấn phím Ctrl và chọn chuột trái ở đây, chúng ta chọn cái hình này. Sau khi chọn, các bạn vào phần Select Invert để đảo vùng chọn. Sau đó chúng ta vào Select Modify, chọn Feather, tức là chúng ta sẽ làm mềm biên này. Tôi chọn 3 và OK. Sau khi chọn 3, các bạn nhấn phím Delete trên bàn phím một lần. Thì các bạn thấy rằng cái biên này nó đã mềm hơn rồi. Các bạn nhấn Ctrl+D trên bàn phím. Vậy là chúng ta đã cùng nhau cắt ghép xong cái đối tượng này. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ ghép ngoại cảnh bầu trời.